Rồi mình xin kính chào quý bà con và các bạn ha. Thì hiện tại mình đã có mặt tại vị trí là xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung nha các bạn. Thì hôm nay mình quay lại thăm cái vườn sầu riêng của anh Thành. Thì mình sẽ cập nhật lại cái tình hình vườn của anh sau khi anh sử dụng cái sản phẩm bên công ty mình, là cái sản phẩm anh tốt nha các bạn. Đây, một sản phẩm của công ty Thông Thành Phát nha các bạn, được nhập khẩu 100% từ Italia nha các bạn. Rồi thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem về cái tình hình vườn của ảnh sau khi sử dụng anh tốt nó như thế nào nha các bạn. Thì đầu tiên á là mình thấy á là cái tình trạng sau khi anh sử dụng cái sản phẩm anh tốt này là nó không có xuất hiện nấm bệnh nha các bạn, đặc biệt là trái lá và nấm hồng là không có nha các bạn. Đây, cơ đọt là đang đi nữa các bạn, đang đi rất là mạnh. Lá xanh, dẻo, bóng lá. Này, cây rất là khỏe nha các bạn. Rồi một cái nữa là các bạn, đây, thân nhánh nha các bạn, sạch rong rêu nha các bạn. Mình qua mấy cây phía bên kia các bạn. Đây các bạn. Đây vàng lá rất là đẹp. Không trái lá nấm hồng gì luôn nha các bạn. Xanh lá như vậy thì làm sao có thể xuất hiện nấm bệnh được. Thì cái vườn này là ảnh phun manh tốt là 2 cử rồi nha các bạn. Thì khi mình phun manh tốt á trên cây sầu riêng của mình á thì nó sẽ làm được những cái gì các bạn. Thì thứ nhất á thì nó sẽ giúp cây chúng ta là phòng trị được nấm bệnh, đặc biệt là bệnh trái lá nấm hồng nữa các bạn. Thì cái thứ hai á thì nó sẽ giúp á kích kháng cây, giúp cây chúng ta là đi đọt một cách tự nhiên, giúp là xanh lá, dày lá, bóng lá lên các bạn. Thì khi mà mình xanh lá, dày lá, bóng lá lên á thì nấm bệnh nó sẽ rất là khó tấn công lên cái cây trồng của chúng ta các bạn. Này, cây ra đọt rất là mập nữa các bạn. Này, rất là mập đọt luôn. Cây đang đi đọt mạnh các bạn. Thì đây là cái sản phẩm anh tốt này các bạn. Thì mình cũng xin nhắc lại về thành phần và công dụng của nó. Thì thành phần á thì sản phẩm này có là 20% đồng sinh học nha các bạn, cộng với chất kích sinh học. Thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gì trên cây trồng của chúng ta cũng như là cây sầu riêng các bạn. Thì thứ nhất á thì nó sẽ phòng trị được nấm khuẩn, trái lá, nấm hồng, rửa sạch cây trái rong rêu các bạn. Đây thì các bạn cũng đã thấy đây, đây là thân cây sầu riêng khi sử dụng cái sản phẩm anh tốt các bạn. Đây, da rất là đỏ các bạn, sạch sẽ nha các bạn. Rồi về cái thứ hai thì nó sẽ kích kháng cây chúng ta các bạn, thì giúp cây chúng ta là có bộ rễ khỏe, đi đọt một cách tự nhiên, mập đọt. Thứ hai giúp cây chúng ta là xanh lá, dày lá, bóng lá, lá dẻo. Rồi thì đây là cái sản phẩm đồng sinh học nên nó rất là mát cây các bạn. Thì về cái liều sử dụng đó các bạn, thì một cái chai man tốt này các bạn là 100ml thì mình sử dụng cho 200 lít nước nha các bạn. Đây là một phi của mình đó các bạn. Thì về cái giá bán thì giá bán ra trước giờ niêm yết của công ty mình là 149.000, thì công ty mình vẫn chưa rõ giá nha các bạn.
thì trên chai á cũng có cái mã code và mã QR các bạn. Thì khi các bạn sử dụng smartphone của mình các bạn quét vào cái mã QR này á thì nó sẽ ra kênh YouTube chính thức của công ty. Và bên trong này á thì nó cũng có một cái seal các bạn. Thì cái seal này á là cái seal chống xì chảy nha các bạn. Thì các bạn vận chuyển hay sử dụng gì đó thì nó sẽ không bị xì chảy thuốc ra. Thì đây là cái sản phẩm á, được nhập khẩu 100% từ Italia các bạn, do công ty Thông Thành Phát của mình á, phân phối tại Việt Nam nha các bạn. Rồi, mình xin chào các bạn.